Trước kia có rất nhiều người quan niệm rằng tập gym sẽ bị lùn đi và sẽ ảnh hưởng đến chiều cao khi dậy thì. Nhưng trong video hôm nay mình sẽ giải thích cặn kẽ lý do tại sao lại như vậy nhé. Tập gym có bị lùn không? Tập gym ảnh hưởng đến chiều cao độ tuổi dậy thì không? Một số suy nghĩ khiến bạn phân vân có đến phòng gym hay không, và đây là câu trả lời. Khi nhu cầu về thể hình đang ngày được chú trọng, dân tình kéo nhau đi tập gym ngày một đông hơn, không phải vì vấn đề tốt cho sức khỏe hay không, mà đó còn là nhu cầu xã hội. Bất kể bạn đang ứng tuyển vào vị trí nào, nhà tuyển dụng luôn đánh giá ngoại hình của bạn trước tiên. Thế là bạn tìm đến gym, mới chân ước chân giáo bước vào ngành, nghe phong phanh tập gym vác tạ có thể làm bạn bị lùn. Bạn hoang mang mình chỉ cao 1m50, 1m6 mà lùn đi nữa thì trông thế nào. Và rồi, hành trình đến gym không phải qua một giai đoạn đấu tranh tư tưởng không hề nhé. Vì vậy, hôm nay mình sẽ giải thích tất tần tật về vấn đề tập gym có bị lùn hay không và câu trả lời bấy lâu nay bạn đang thắc mắc nhé. Lời đồn tập gym có bị lùn hay không xuất phát từ đâu? Cùng quay trở lại năm 1964 tại Nhật Bản, nơi đầu tiên lời đồn này bắt đầu. Khi một nhóm nhà nghiên cứu thấy trẻ em lao động nặng nhọc thường có tầm vóc thấp bé. Lý giải cho việc này là do trẻ em đang ở độ tuổi dậy thì lao động quá mức khiến các lớp sụn tiếp hợp kết thúc sớm quá trình phát triển. Tuy nhiên, họ còn thiếu một nguyên nhân khác, đó là trẻ em Nhật Bản lúc này còn bị suy dinh dưỡng. Chính điều này là nguyên nhân khiến trẻ em không thể cao so với tiềm năng của chúng, chứ không phải là do mang vác nặng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ các bà mẹ lại tin tưởng quá mức vào các bài báo, tạp chí với tác dụng phụ của việc tập gym hay từ những người bạn của họ khiến lời đồn ngày càng thổi phồng hơn. Vậy khoa học nói gì? Chiều cao của bạn ảnh hưởng bởi gen di truyền đến 60-80% và 20-40% là do tác động của môi trường, chủ yếu là thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng. Chúng ta cao hơn là nhờ sự phát triển các lớp sụn giữa các đầu xương hay còn gọi là sụn tiếp hợp. Bên cạnh yếu tố về gen, dinh dưỡng hợp lý thì việc tập luyện thể lực, thể hình còn giúp bạn phát triển chiều cao lý tưởng, giúp phần xương sụn ở đầu xương kéo dài và hình thành các lớp sụn tiếp hợp mới. Lớp sụn tiếp hợp mới này sinh ra càng nhiều thì xương của bạn càng dài ra, bạn càng phát triển hơn. Điều đáng lo ngại ở đây là các thanh niên đang ở độ tuổi dậy thì vì muốn có một cơ bắp săn chắc nên tìm đến việc tập tạ thay vì tập luyện đúng kỹ thuật phù hợp với khả năng, có phương pháp rõ ràng lại tập một cách quá sức với mức tạ quá nặng và sai kỹ thuật nghiêm trọng. Hậu quả là tác động tiêu cực đến các lớp sụn, kìm hãm sự phát triển chiều cao vốn có. Một chương trình tập luyện tốt sẽ mang lại cho bạn tăng sức mạnh, chỉ số sức mạnh của xương, giảm nguy cơ gãy xương và tỷ lệ chấn thương liên quan đến thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh. Vậy cần tập như thế nào để không bị lùn? Khi quá trình dậy thì kết thúc, đồng nghĩa với việc chiều cao phát triển chậm lại. Con trai có thể phát triển tối đa đến năm 25 tuổi, con gái thì 23 tuổi. Vì vậy, ở lứa tuổi dậy thì, nếu bạn muốn tập gym cần lưu ý những điều sau. Ở giai đoạn tuổi dậy thì các giai đoạn các lớp sụn tiếp hợp phát triển, bạn có thể tham gia môn thể thao như bơi lội, bóng chuyền vào các buổi chiều để kích thích ống xương dài phát triển. Nếu tập tạ, bạn phải chú ý đúng kỹ thuật và chỉ sử dụng mức tạ phù hợp với bản thân, tuyệt đối không dùng mức tạ quá sức dẫn đến sai kỹ thuật và gây ra chấn thương. Nếu mới bắt đầu tập, bạn có thể tập luyện bằng cách bài tập body weight, không cần tạ. Đến khi nắm vững kỹ thuật động tác rồi thì có thể bắt đầu sử dụng tạ. Sau khi tập luyện, bạn cũng cần phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho các cơ có thời gian phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, việc bổ sung các chế độ dinh dưỡng cũng là một yếu tố cần thiết. Một chế độ ăn giàu đạm, xơ, canxi, vitamin là điều cần thiết phải lưu ý. Chế độ sinh hoạt cũng phải lành mạnh, nên đi ngủ trước 11 giờ, không nên thức khuya chơi game hay cày phim thâu đêm nhé. Đó là điều tai hại đấy. Không sử dụng các loại chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá ở độ tuổi này vì nó tác động trực tiếp vào quá trình phát triển của bạn. Dù có đam mê gym cỡ nào, bản thân vẫn là quan trọng nhất. Do đó cần tìm hiểu kỹ thông tin, tập luyện đúng kỹ thuật và an toàn. Tốt nhất nên đăng ký một khóa tập nơi các huấn luyện viên, người có đủ chuyên môn về thể hình sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ. Còn ở lứa tuổi trưởng thành, việc tập gym rất tốt cho sức khỏe, chẳng liên quan gì đến việc bị lùn như lời đồn. Vậy lời đồn tập gym có bị lùn hay không cuối cùng đã có đáp án. Lùn hay không là do phương pháp tập luyện của bạn, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt có tốt hay không, và tất nhiên là tiềm năng chiều cao của bạn sở hữu từ gia đình nữa. Việc tập gym đúng cách không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao mà có khi còn giúp cao hơn nữa. Sau đây là những quái vật thể hình có chiều cao cực khủng trong làng thỉnh thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.